Sau đây là pha rau chín đều của anh em tụi em. Số ly. Chín mười. Ngon vậy mà vô lưới ta. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với mình. Mình là Nhân của Fansico. Ở đầu video thì Nhân có giao bóng lão và anh hai Nhân gò lên bóng rất cao, nhìn trông rất ngon, nhưng mà khi mà Nhân tấn công là bị rút lưới, rất là ức chế luôn, rất là tức. Thì trong video clip này Nhân sẽ chia sẻ với tất cả các bạn là khi mà đối phương gò bóng cao lên qua bên trái, Nhân sẽ tấn công quả bóng này như thế nào để không bị vào lưới nhé. Các bạn lưu ý giúp Nhân nha, mà khi mà mình giao bóng lỏng hay giao bóng xuôi lên đó, mà đối phương mà sử dụng kỹ thuật gò mà bóng nó bị cao thì bóng đó nó vẫn là bóng xoay xuống nha các bạn. Đây, Nhân ví dụ cho các bạn xem. Đây, khi anh Nhân gò lên là nhìn cao ngon nhưng mà vẫn là bóng xí xuống các bạn thấy không? Đẩy đều là rút lưới liền. Thì các bạn sẽ vẫn phải sử dụng kỹ thuật giật trái. Thì động tác các bạn giật là vẫn là từ dưới lên trên và kết thúc ở phần ngay phần lông mày. Và các bạn nhớ là đánh vào phần giữa dưới của quả bóng nhé. Các bạn phải giữ trụ lại, các bạn xoay chiều chéo lên. Chéo lên là đợi bóng đụng bàn tưng lên, các bạn xoay chiều chéo lên. Đó, vì anh Nhân gò thì động tác gò là bóng xoay xuống nên các bạn vẫn phải giật từ dưới đi lên trên nhé các bạn, và tiếp xúc vào phần giữa dưới của quả bóng. Này, bóng cao lên nè, xoay trụ chứ mà các bạn mà thấy bóng xoay xuống mà các bạn gọi là tống lực từ ngoài đi vô, các bạn thấy không, là rút lưới liền. Nên các bạn phải cần tăng ma sát bằng cách là xoay cẳng tay ngoài từ dưới lên trên và kết thúc ở ngay phần lông mày. Nhân chúc tất cả các bạn thành công và đánh bóng bàn ngày càng tốt hơn nhé. Các bạn thấy video clip của Nhân hay và hữu ích cho Nhân xin một like, một dislike, hoặc là một lượt comment, một lượt đăng ký kênh, hoặc là bất cứ thứ gì cũng được. Miễn là các bạn nhớ cho Nhân để cho Nhân tạo một động lực lớn để ra những cái video sau càng ngày nó càng hoàn chỉnh hơn. Các bạn đã gặp khó khăn gì về kỹ thuật trong bóng bàn thì hãy comment ở phía dưới, Nhân sẽ cố gắng giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn. Nhân mới tạo một cái group Facebook để chia sẻ kỹ thuật bóng bàn, thì Nhân sẽ để link group ở dưới phần comment nhé. Các bạn nhớ vào tham gia để cùng Nhân và mọi người trao đổi về kỹ thuật bóng bàn của mình nha. Các bạn nhớ mời thêm càng nhiều người đam mê bóng bàn vào chung group để sinh hoạt cùng chúng mình, càng nhiều càng tốt nhé.